Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện thấy nghe được lợi ích phẩm thứ 12. Một, Đức Phật phóng quang tuyên cáo. Lúc đó, từ trên đảnh môn Đức Thế Tôn phóng ra cả trăm nghìn mũi đúc tia sáng lớn như là tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng lành tốt, tia sáng lành tốt lớn, tia sáng ngọc lớn, tia sáng sắc tía lớn, tia sáng sắc xanh lớn, tia sáng sắc biếc lớn, tia sáng màu lục lớn, tia sáng sắc hồng lớn, tia sáng màu vàng y, tia sáng màu vàng y lớn, tia sáng tướng mây lành, tia sáng tướng mây lành lớn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn báo, tia sáng vòng tròn báo lớn, tia sáng vầng mặt trời, tia sáng vầng mặt trời lớn, tia sáng vầng mặt trăng, tia sáng vầng mặt trăng lớn, tia sáng tướng cung điện, tia sáng tướng cung điện lớn, tia sáng tướng mây biển, tia sáng tướng mây biển lớn. Từ trên đảnh môn phóng ra những luồng tia sáng như thế xong, lại nói ra thứ tiếng vi diệu mà bảo đại chúng rằng: Lạy tám bộ chúng trời rồng, người cùng phi nhân vân vân, lắng nghe hôm nay ta khen ngợi giao bày những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự về nhân hạnh lên bậc thánh, những sự chứng quả thập địa, những sự rốt ráo không lui sụt nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của ngài Địa Tạng Bồ Tát. 2. Quán Thế Âm cầu thỉnh. Lúc Đức Phật nói lời như thế vừa dứt tiếng, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Quán Thế Âm, từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát đầy đủ đức từ bi lớn, ngài thương xót chúng sanh mắc tội khổ ở trong muôn nghìn ức thế giới, ngài hóa hiện ra nghìn muôn ức thân, bao nhiêu công đức và sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn của ngài, còn đã nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương khắc miệng đồng lời ngợi khen ngài Địa Tạng Bồ Tát. Dẫu cho các đức Phật trong thuở quá khứ, thuở hiện tại và thuở vị lai nói công đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể nói hết. Vừa rồi lại được Đức Thế Tôn vào khắp trong đại chúng rằng Đức Phật muốn tuyên nói các sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, cúi mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại nay và về vị lai sau mà nói lược về những sự chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm cho tám bộ chúng trời rồng vân vân chiêm ngưỡng lễ lạy ngài Địa Tạng Bồ Tát để đặng phước lành. 3. Đức Phật tán thán và hứa khả. Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: Ông có nhân duyên rất lớn với chúng sanh trong quát ta bà, những hàng trời rồng hoặc lam tử nữ nhân hoặc thần hoặc quỷ, cho đến tất cả những chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường. Nếu kể nào nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông hay mến tưởng đến ông cùng khen ngợi ông, thời những chúng sanh đó đều ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, chọn chẳng còn thối truyền, thời được sanh vào chốn trời người, hưởng sự vui thù thắng vi diệu, khi nhân quả sắp thành thục liền được Phật thọ ký cho. Nay ông vì thương xót các loài chúng sanh và tám bộ chúng trời rồng vân vân mà muốn nghe ta nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, vậy ông nên lắng nghe cho kỹ, nay ta sẽ nói đó. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Đức Phật rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, con xin ưa muốn nghe. 4. Thấy nghe thêm phước trời. Đức Phật và ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: Trong các thế giới về thổ hiện tại nay và về vị lai sau, có vị trời nào hưởng phước trời đã mãn, lâm tướng suy hao hiện ra nơi thân, hoặc có kẻ sắp phải bị đoạn lạc nơi chốn ác đạo, các vị trời đó hoặc nam hoặc nữ, đương lúc tướng suy hao hiện, hoặc được nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc được thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, thời các vị trời đó càng thêm lớn phước trời, hưởng sự vui sướng rất nhiều, không bao giờ còn phải bị đọa vào ác đạo nữa. Huống chi là những người thấy hình tượng Bồ Tát, nghe danh hiệu Bồ Tát, rồi đem các thứ hương hoa, đồ y phục, đồ uống ăn, vật báu chế ngọc mà bố thí cúng dường, thời người này đặng vô lượng vô biên công đức phước lợi. 5. Người bệnh được lợi. Lại về nữa lấy Quán Thế Âm Bồ Tát: Tất cả những hàng chúng sanh trong các thế giới và thuở hiện tại nay và về vị lai sau, tất cả những hàng chúng sanh trong sáu đường, như có kẻ nào sắp mạng chung mà đã nghe một tiếng danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát thoáng qua lỗ tai, thì kẻ mạng chung đó không còn phải bị đọa vào ác đạo nữa. Huống chi là lúc sắp mạng chung, cha mẹ cùng hàng thân quyến, em của cả nhà cửa, vật báo y phục vân vân của người sắp mạng chung đó mà làm của chi phí để tô đắp hay họa vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi làm cho người bệnh đó lúc chưa chết hoặc mắt thấy tai nghe biết rằng hàng thân quyến em của cải vật báo vân vân vì mình mà tô vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời người bệnh đó nếu có nghiệp báo phải mang lấy bệnh nặng, thời nhờ công đức này càng liền được lành mạnh, tuổi thọ thêm lâu. Còn như người bệnh đó có nghiệp báo số mạng đã hết, lại có đủ tất cả tội chướng nghiệp chướng, đáng lẽ phải bị đoạn lạc vào chốn ác đạo, song nhờ công đức này liền được thoát khỏi chốn ác đạo, được sanh lên cõi trời, cõi người hưởng có vui thù thắng vi diệu, tất cả tội chướng thảy đều tiêu sạch. 6. Tiền vong được phước. Lại về nữa lấy Quán Thế Âm Bồ Tát: Trong đời sau, như có người nam người nữ nào, hoặc lúc còn bú mớm, hoặc lúc lên 3 tuổi, 5 tuổi,
10 tuổi trở xuống mà chết mất cha mẹ cho đến chết mất anh em chị em, đến khi người đó khôn lớn nhớ tưởng đến cha mẹ cùng hàng thân quyến không đã khuất không rõ, đợi lạc vào chốn nào hay sanh về thế giới nào hoặc sanh lên chết cõi trời nào. Những người đó như có thể họ tô vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, nhắc đến nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, từ một ngày cho đến 7 ngày đừng thối thất tâm ban đầu, nghe danh hiệu, thấy hình tượng, chiêm lễ cúng dường thời quyến thuộc sớm khuất của người đó. Nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào ác đạo, tính ra phải chịu đến số kiếp lại nhờ công đức tô vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và chiêm lễ cúng dường của con cái hay của anh em chị em nên liền đặng giải thoát, được sanh vào cõi trời cõi người, hưởng có vui thù thắng vi diệu. Còn như quyến thuộc sớm khuất của người đó đã có phước lành, được sanh lên cõi trời cõi người, hưởng có vui thù thắng vi diệu rồi, thời nhờ công đức này càng được lớn nghiệp, càng được thêm lớn nghiệp nhân về bậc thánh, hưởng vô lượng quả vui. Nếu người đó lại có thể trong 21 ngày trên lòng chiêm lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và niệm lấy danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến, thời sẽ đặng Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên thân, mách cho người đó rõ lời cõi của hàng thân quyến sớm khuất kia đã sanh về, hoặc trong giấc mộng Địa Tạng Bồ Tát hiện sức thần thông lớn tự dắt người đó đến các thế giới thấy hàng quyến thuộc. Lại như người đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát, của Địa Tạng Bồ Tát 1.000 biến luôn đến 1.000 ngày, thời sẽ đặng Địa Tạng Bồ Tát sai các vị quỷ thần ở tại chỗ đó hộ vệ trọn đời, hiện đời món ăn đủ mặc dư dật, không có các thứ bệnh khổ cho đến những sự tai họa bất kỳ bệnh tật hiểm nghèo thình lình, còn không hề vào đến cửa, hướng nữa là đến nơi thân rốt giáo, rồi người đó được ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đảnh thọ ký cho 7 nguyện lớn sớm thành. Lại về nữa, lầy Quán Thế Âm Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam thiện nữ nào muốn phát lòng từ rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, muốn thoát khỏi tam giới, nhưng người thiện nam thiện nữ đó khi nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, lên chí tâm quy y, đem các thứ hương hoa y phục đồ ăn vật báu mà cúng dường chiêm ngưỡng đảnh lễ ngợi khen, thời chung nguyện cầu của người đó mau được thành tựu, không bao giờ bị chướng ngại. Lại vậy nữa, lầy Quán Thế Âm Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam thiện nữ nào muốn cầu trăm nghìn muôn đức điều nguyện, trăm nghìn muôn sự về hiện tại và vị lai, thời chỉ nên quy y cung kính cúng dường chiêm ngưỡng đảnh lễ ngợi khen hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời nguyện những chi và cầu những chi thảy đều thành tựu cả, lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát vận đức từ vi rộng lớn ủng hộ mãi cho, trong dốc chiêm bao liền được ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đảnh thọ ký. 8 được trí huệ. Lại về nữa, lầy Quán Thế Âm Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam thiện nữ nào sanh lòng rất trân trọng đối với kinh điển đại thừa, phát tâm bất tư nghị muốn đọc muốn tụng kinh điển ấy, dầu cho đặng gặp bậc minh sư truyền dạy cho những người đó học tập, nhưng đọc rồi quên rồi, trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tụng được. Những người thiện nam thiện nữ đó vì có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch, cho nên ở nơi kinh điển đại thừa không có công năng đọc tụng. Lầy Quán Thế Âm Bồ Tát, những người này khi nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, lên đem hết bổn tâm cung kính bày tỏ với Bồ Tát, rồi đem các thứ hương hoa đồ y phục đồ ngăn vật báu, tất cả đồ ngoại cụ mà cúng dường hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, dùng một chén nước trong để trước tượng Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó cung kính chắp tay thỉnh để uống, xoay mặt về hướng nam, khi nước vào miệng phải trí tâm trịnh trọng, uống nước xong phải cưỡng ngũ tân rượu thịt tà dâm vọng ngữ và các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Người thiện nam cùng thiện nữ đó trong giấc chiêm bao liền đặng ngài Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên thân dưới nước trên đảnh của người đó, sau khi thức dậy liền đặng thông minh một phen, nghe đến những kinh điển đại thừa ấy liền sẽ nhớ mãi, không bao giờ còn quên một câu kệ nữa. 9 tai nạn tiêu trừ. Lại về nữa, lầy Quán Thế Âm Bồ Tát, trong đời sau như có những hạng người ăn mặc không đủ, cầu chi cũng không tọa ý, hoặc thân nhiều tật bệnh, hoặc nhiều sự hung suy, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc chia lìa, hoặc các sự tai vạ cứ đến khuấy nhiễu nơi thân luân, trong giấc mộng thường phải kinh sợ. Những người này khi nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, lên chí tâm cung kính niệm đủ một muôn biến, thờ những sự không tọa ý trên sẽ tiêu sạch lần lần, liền đặng an vui, đồ ăn mặc dư dật, cho đến trong giấc mộng thảy đều an ổn vui vẻ. 10 khỏi hiểm nguy. Lại về nữa, lầy Quán Thế Âm Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam thiện nữ nào, hoặc nhân sự làm ăn, hoặc nhân sự công chuyện tư, hoặc nhân sự sanh cùng tử, hoặc nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi, hay là qua sông vượt biển, hoặc gặp nước lụt lớn, hoặc đi ngang đường hiểm trở, những người đó trước khi đi nên niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến, thời đi qua nơi nào chốn nào cũng có các vị quỷ thần hộ vệ, lúc đi đứng khi nằm ngồi đều được an ổn vui vẻ luôn, cho dầu cho gặp loài hùng sói sư tử, nhưng tất cả sự độc hại đều không thể phạm đến người đó được. Lúc đó
Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát rằng, ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề. Những chúng sanh đó, nếu nói về các sự mà các hàng chúng sanh thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát được lợi ích, thời giàu lời đến trong trăm nghìn kiếp cũng không hết được. Lạy Quán Thế Âm Bồ Tát, vì thế ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này để cho những chúng sanh trong cõi Ta Bà đây đến trăm nghìn muôn ức kiếp được hưởng những sự an vui luôn. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng sức ai thần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần, thấy nghe một liềm chiêm ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo tận sẽ xa vào đường dữ, trí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột già, lớn khôn nghĩ đến đều không biết, lèo giữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chiêm lễ Việt chẳng đành, 21 ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ dành quyến thuộc ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng ra mau, nếu được không nuôi lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát quất đầu trao, Bồ Đề vô thượng muốn tu hành, mong ra và cõi khỏi tử sanh, người này đã phát lòng bi lớn, trước lên chiêm lễ đại sĩ hình, nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành, có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tai ách, giàu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn xót mất, người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh có mọi bề, y phục ăn uống các ngọa cụ, cúng dường Địa Tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, sanh lòng ân trọng cưỡng ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng rối luống, trong 21 ngày chớ sắc xanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chiêm bao thấy rõ tôn dung hiển, thức rồi liền đặng trí khôn nanh, đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài, chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà họa hoạn người lìa nhau, ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được lào, lúc lòng chiêm lễ Địa Tạng ngài, bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay, nhân đến chiêm bao đều an cả, quỷ thần phò hộ của dư xài, muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều lỗi gian nan khốn không đường, sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng, núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng, Quán Âm lắng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi, rộng tuyên đại sĩ đầy sức nọ. Như người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chiêm lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dâng y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành, nếu hay đem công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sanh tử khỏi, Quán Âm nên biết gắng tuyên bày, truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Ni Sô ha.